Hi, xin chào mọi người, mình là Phúc Fan TV đây. Mọi người thấy sao mình không? Một chiếc Coupe nha. Đây, bên kia là một đống đất nha. Đây. Này chắc hẳn mấy ngày nữa mới xong rồi mọi người. Đó. Mới làm được có nữa à. Rất là bự luôn đó nha. Sâu cái này nó sâu gần 3 mét nha mọi người. Đó, mọi người thấy ghê không? Đó là ba mình đang vào hàng rào lại nha mọi người. Thì mọi người ơi, thì bây giờ đợi cho nó xong rồi mình bơm nước xong mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây, sau khi mình nói mình bơm nước vô cái hồ này thì bây giờ là cũng tròn 1 năm rồi nha các bạn. Thì khung cảnh cái lúc ban đầu, cái video mà thấy từ lúc mà Coupe vô đào thì bây giờ nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Rồi, sau 1 năm, bữa đầu mình chọc, giờ đầu mình mọc tóc hết chắc khoảng 10 lần rồi đó. Hơn 10 lần rồi đó. Đây, lúc đầu thì mới đào thì chưa có gì hết nha các bạn. Nay thì 1 năm, sau 1 năm thì nước ao nuôi cá rồi trồng cây xung quanh rồi. Đó. Bên đây thì cũng bắt đầu cây nó mọc rồi. Thì bữa khúc đó ba mình vào hàng rào chỗ này. Để mình lấy lại cái cảnh quay đó. Đây là chỗ cái ao mà bữa mình quay xuống đáy, mọi người thấy sâu 3 mét không? Nay nước nó cũng đầy nó khoảng 2 mét rưỡi vậy đó. Này sau 1 năm thì cây cối rồi mình đã trồng lên rất là đầy đủ rồi. Góc hàng rào bên kia. Bữa ra chỗ này thì Coupe đậu ngay chỗ này nè. Nay mình trồng rau. Mọi người thấy trái ủ qua. Cây đồ trái xâm xê. Rau muống ủ qua đằng kia cũng quá trời kìa. Nói chung là làm cái vườn này mới đầu ra thì nó còn một miếng đất trống. Rồi bây giờ nhìn lại, các bạn nhìn lại, sau 1 năm công sức bỏ ra. Sau 1 năm công sức bỏ ra thì quá ok, khung cảnh nói chung là đẹp tuyệt vời. Làm cái giường để không mát được trên các bạn. Đó, thì giờ là xung quanh sau 1 năm. Sau 1 năm mình bỏ ra công sức đầu tư thì bây giờ nó đã được cây cối tùm. Trồng vườn. Nói chung là từ làm cái vườn này thì từ lúc mình đợt dịch thứ nhất, nay là dịch luôn là dịch thứ tư luôn rồi, thì cái vườn nó đã thay đổi quá nhiều. Ao mình cá nó bung quá trời đó. Thì sau một mùa dịch, sau 3-4 đợt dịch, đợt này đợt dịch thứ tư, hiện giờ là đợt thứ tư nè. Lúc mình làm cái vườn này là đợt dịch thứ nhất á. Sau giờ là thành đợt thứ tư, cái vườn mình nó hiện trạng nó như thế này thôi. Ao sâu 3 mét, giờ là cá cũng có đầy dưới luôn rồi. Rồi, video hình thành của cái vườn của mình, vườn ao chuồng của mình thì tới đây là cũng tạm kết thúc nha mọi người. Sau 1 năm công sức từ đợt dịch thứ nhất, đợt dịch thứ hai, thứ ba, thứ tư, hiện tại là mình đang đợt dịch thứ tư. Ở thành phố mình đang dịch thứ tư thì lúc đầu mình định cắt cái này ra, mình làm cái vườn này ra để tránh dịch thôi. Sau bây giờ thì 4 đợt dịch, gần 2 năm mấy rồi. Năm mấy chứ. 1 năm mấy, gần 2 năm thì cái vườn mình nó đã hoàn thiện như thế đó. Nói chung là mình đang làm từ từ, mỗi một ngày nó sẽ thay đổi từ từ lên. Nói chung là cũng tốn rất là nhiều công đó các bạn. Công gì sức rồi của nữa. Đó, cũng rất là nhiều. Thì cái cây này bữa trồng xài đâu trồng nó đó, bữa nó trồng đang năm thì nó cũng đã phát triển rồi. Thôi. Bye bye mọi người nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong lúc sau. Bye bye.